Tuần qua, tại tập 25 chương trình Người Bí ẩn, khán giả đã vô cùng xúc động trước sự xuất hiện của anh Tống Phúc Phúc đến từ Nha Trang, người đã thu nhận xác thai nhi bị vứt bỏ và chăm sóc cả những người mẹ cũng bị người nhà bỏ rơi. Để thực hiện lời nói của mình, mới đây, Việt Hương đã trực tiếp bắt xe từ Sài Gòn xuống Nha Trang để thăm anh Phúc và quyên góp tiền xây mộ cho các hài nhi. Trong clip, Việt Hương miêu tả và kể lại chi tiết từng quang cảnh Nghĩa Trang với công việc đầy cao cả của anh Phúc. Đường đi vào Nghĩa Trang rất khó khăn. Toàn bộ đất Nghĩa Trang là anh Phúc mua, công anh ấy tự bỏ tiền xi măng, gạch vữa thì mua dần về dùng. Kinh phí cho một ngôi mộ là không thể tính được. Tôi đến đây để muốn ghi tạc tấm lòng của một con người. Tôi chỉ có thể dùng lời nói của mình, chứ không bao giờ làm được như người này. Mọi người nên biết, cầm một xác thai nhi không dễ dàng. Nếu mọi người cầm một xác thai nhi còn ấm thì sẽ có màu hồng đỏ, nhưng lúc lạnh rồi thì sẽ thành màu tái, nhìn rất sợ. Bởi vậy nên thương không thì chưa đủ. Để làm được như anh Phúc, tôi chỉ có thể giúp được bằng lời nói, kêu gọi mọi người đóng góp bằng hết tấm lòng của mình. Tôi tự thấy mình nhỏ bé khi đứng trước anh Phúc, một con người như anh lại có thể làm được điều tuyệt vời như vậy. Sau khi Việt Hương livestream, rất nhiều khán giả đã gửi tiền quyên góp để ủng hộ anh Phúc trước tấm lòng cao cả này. Xã hội ngày càng phát triển, con người càng trở nên lạnh lùng với sự sống. Việc giới trẻ sống thử, phá thai trở thành một điều hiển nhiên. Chính những lối suy nghĩ đó đã trở thành cái cớ để hàng nghìn những người mẹ lỡ lầm cho phép mình được giết con mà không thấy chạnh lòng. Nhưng rất may, giữa cuộc sống đời thường lại xuất hiện một ông bụt đã cưu mang các bà mẹ lầm đường lỡ bước và cho các sinh linh nhỏ bé một nơi yên nghỉ ấm áp. Điều này thật đáng trân quý làm sao.